Hi, chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Khang. Thì hôm nay là chiều chủ nhật và mình được nghỉ làm cho nên là mình quyết định là mua đồ ăn về để nấu ăn. Thì trong lúc không biết nấu món gì thì mình có xem lại cái clip mình đi qua Malaysia để shopping và ăn uống á. Thì mình thấy là mình có đi ăn cái món chân gà ấm xì dầu. Thì tự nhiên mình lại thèm cho nên là mình quyết định là mình mua đồ và mua chân gà về để nấu cái món chân gà ấm xì dầu này. Mình đã mua đầy đủ đồ hết rồi và bây giờ các bạn cùng mình nấu món này và thưởng thức cái món này nha. Và đây là những nguyên liệu để mình nấu món chân gà ấm xì dầu đây. Thì gồm có khoảng tầm 20 cái chân gà. Và đây là tỏi nguyên củ, ớt và gừng, hành tím. Và đây là hành lá và ngò rí. Dưới đây mình sẽ có đậu phộng để ăn kèm. Và những loại thuốc bắc như là thảo quả, hoa hồi, quế cây và một ít lá thơm. Đây là những nguyên liệu chính để mình làm cái món đó. Và trước khi thì mình sẽ phải ngâm cái chân gà vào ở nước muối để mình rửa sạch nó và mình sẽ cắt móng nó đi. Nó sẽ sạch sẽ hết. Bắt đầu mình sẽ để cho nó thật là khô ráo. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn lấy khăn giấy khô mình thấm cho nó khô lại. Để lát hồi mình chiên nó sẽ không bị đỡ dăn hơn. Thì mình nãy để sáng giờ cũng mấy tiếng hồ rồi. Chắc là cũng ok rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo dầu và chuẩn bị chiên sơ nó rồi vào để mới ôm được. Và trong lúc đợi dầu nóng này mình chiên cái chân gà thì mấy bạn yêu thích video clip của mình thì các bạn nhớ bấm like và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái món này để thưởng thức thôi. Bây giờ dầu rất là sôi rồi cho nên là mình sẽ bỏ vào để chiên thôi. Hy vọng mà nó không có dăng quá. Này. Và bây giờ chân gà nó cũng đã vàng ươm rồi, mình có thể vớt lên được rồi. Wow, cái chân gà rất là nhăn, rất là ghê luôn các bạn. Đây, và sau khi mình đã chiên sơ qua thì cánh gà nó rất là vàng, rất là đẹp nha. Đó, và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm cái món chân gà ấm xì dầu. Thì đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta sẽ thắng nước màu. Mình sẽ đổ một chút xíu dầu, một chút đường vào để mình thắng nước màu. Ok, đường này mọi người. Đó, sau khi mở lên màu rồi mình sẽ bỏ hành tím vào. Mình bỏ loại rau thảo vào. Rồi bỏ tỏi vào. À, rất là thơm nha, mình rang cái này luôn. Cuối cùng mình sẽ bỏ gừng vào. Mình sẽ đảo sơ qua rồi mình sẽ bỏ chân gà vào. Tiếp đến sẽ là bỏ nước dùng vào để kho thôi. Rồi khi nó đã sôi rồi thì mình sẽ tiếp tục bỏ thêm cái đầu ngò rí đây, một cái đầu hành rồi để tạo được cái mùi thơm cho cái chân gà này. Tiếp đến đó là ớt. Mà bạn nào không ăn cay thì có thể không bỏ vào cũng được. Mình thì thích ăn cay nên mình bỏ ớt vào. Chứ cái món này thì không có bỏ ớt vô. Và cuối cùng là đậu phộng. Và đây một chút bột gà. Một ít muối. Ít thôi nha mọi người. Thì món này nguyên liệu chính của nó không phải là muối. Một ít bột ngọt. Và đây là nước tương, thì nguyên liệu chính của nó thì sẽ là có xì dầu và dầu hào là nguyên liệu chính để làm cái món này. Thì nếu mà các bạn nào có nước tương loại ngon đó, thì các bạn lấy đem đi để làm cái món này nó sẽ rất là ngon nha.
Và đây là hát xì dầu. Và chúng ta sẽ trộn đều nó lên và bắt đầu mở lửa nhỏ để hầm nó tầm khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng hơn là các bạn đã có thể ăn được rồi. Cái chảo này nó hơi nhỏ. Và sau khi mình đã hầm xong khoảng hơn 1 tiếng rồi thì mình thấy là chân gà cũng rất là mềm và đậu phộng cũng đã mềm luôn. Và các bạn thấy không? Cái màu nó cũng rất là đẹp luôn rồi đó. Rất là thơm nha. Đây, mình ở đây thấy chân gà nó đã rụt luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ đổ ra dĩa và ăn thôi. Hai mọi người, thì mình đã làm xong rồi đây. Các bạn thấy có hấp dẫn hay không? Và bây giờ mình sẽ ăn thử chân gà nha. Mời mọi người nha. Đây, nhìn màu rất là đẹp luôn. Này phải bóc tay thôi, chứ chân gà mà ăn bằng đũa thì sẽ không ngon. Vị mình nấu rất là vừa ăn nha. Ngoài giống như là mèo khen mèo về đuôi đó, mà thật sự là mình nấu vừa ăn mà. Mình nấu theo khẩu vị của mình á thì nó đậm đà hơn, vừa ăn hơn. Còn thường thường mình ra mấy cái chỗ người ta bán ở đây á, bên Singapore hoặc là Malaysia thì người ta làm cái vị rất là lạc. Mình làm cái này để ăn cùng với cơm là vừa luôn, hợp với khẩu vị Việt Nam mình. Và ở ngoài người ta không có bơ ớt vô, mình thì bơ ớt vào để kích thích cái vị giác mình á. Ăn cái món nào mà cay cay á thì nó sẽ cho mình cảm thấy mình muốn ăn nhiều hơn. Thì cái vị mình nấu ra nó sẽ thơm mùi nước tương và những loại thuốc bắc đi kèm. Con gà thường nó rất nhiều cân, ăn vô nó rất là đã, có chút xíu thịt da và gân, cho nên ăn nó không có bị ngán. Nguyên cọng gân nè. Món này cũng có thể ra vừa ăn cơm được, vừa ăn chơi được, và vừa làm được mọi nhậu luôn, rất là hợp lý luôn. Vì cái món này á, nó giống như là cái món phổ biến của Việt Nam mình á, giống như là món thịt kho tiêu hoặc là thịt kho trứng mình á. Cho nên là qua đây á, qua Singapore hoặc Malaysia, bạn cũng có thể thấy cái món này. Ngon lắm nha mọi người. Ở đây là mình có một loại nước uống mới. Cái này là trà hoa gì đó, mình thì không biết. Nếu mà bạn nào mà biết thì các bạn có thể bình luận để biết mình biết nha. Không biết trà gì hết. Ngon. Nếu miếu xăm của mình á. Cái chân gà này á, mà các bạn đem đi chiên á phải cẩn thận nha, vì nó dằn rất là ghê luôn á. Các bạn thấy không, dằn tay mình nè.
Nãy Quân vô chuyện dành nổi bành nhạc. Mặc dù là mình đã để ráo nó khoảng 3-4 tiếng rồi đó. Cho nên là các bạn nào mà chiên cái cánh gà này thì cố gắng là đem đi lăn với lại khăn giấy cho nó thấm, cho nó khô thật là ráo đi. Rồi bột mình bỏ vô chiên rồi nó sẽ đỡ bớt dằn hơn. Sẽ kết thúc video clip tại đây. Tại vì clip này cũng rất là quá dài rồi, mà mình sẽ tắt video để mình ăn cái đống này, mình chừa lại một phần cho bạn mình ăn. Thì cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip nha. Nếu thấy video clip này thú vị hoặc hấp dẫn thì các bạn nhớ bấm like và đừng quên đăng ký để ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye và thank you.